trong nắng mới, nắng xuân vui ấm áp cho đời, xuân thanh bình nhà nhà no ấm, xuân an lạc tô thắm nơi nơi. Vui là vui, xuân tình lại lan, vui là vui, ân nghĩa nồng nàn, xuân đượm nhuần xứng sống tươi vui, xuân hòa ca khúc nhạc yêu đời, xuân reo vui trên khắp phố phường, hội nhập mới giàu tình yêu thương, muôn hoa khoe sắc xuân tươi hồng, dạng người nén đẹp xuân quê hương. Xuân chúng bao bình an, xuân mai vàng thịnh vượng, xuân kiến tưởng như ý, xuân nở hoa đất Việt quê hương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội Phật tử đang hiện diện hôm nay, ngồi trước pháp tòa là Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, trụ trì tại tu viện Thiên Quang, là giảng sư của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, là ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội. Hôm nay được sự thỉnh mời của Hòa Thượng Viện Chủ cũng như Chư Tôn Thiện Đức Tăng, Ni sư đã hoan hỷ quang lâm tại đạo tràng Pháp Vân hôm nay để chia sẻ với toàn thể thánh chúng một bài pháp thoại đầu xuân để làm hành trang trên bước đường tu học trong năm Mậu Tuất năm nay. Toàn thể chúng ta cho một tràng vỗ tay để cung thỉnh Ni sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đối với hàng Phật tử chúng con cũng luôn may mắn trong những năm qua được Ni sư quang lâm để chia sẻ pháp thoại. Giờ này toàn thể đạo tràng đã trang nghiêm, chúng con xin cung thỉnh Ni sư ban cho chúng con những lời pháp nhũ để cho chúng con được âm tiêm công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tỳ kheo ni Hương Nhũ xin thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ chùa Pháp Vân, một ngôi chùa lớn là trung tâm để cho các hàng Phật tử bá gia bá tánh về nương ân đức nơi đây để tu tập tiến hóa tâm linh. Con xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng tại chùa Pháp Vân đã cho con một ân huệ nhân ngày sám hối đầu năm xuân Mậu Tuất. Con đủ duyên lành được về với chùa Pháp Vân và được hội ngộ với toàn thể quý Phật tử ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ phút này, dạ theo lời chỉ dạy của Hòa Thượng và Chư Tôn Đức Tăng, cho phép con có một ít thời gian được chia sẻ một pháp thoại đầu xuân với quý Phật tử để chúng ta cùng sách tấn nhau, nhắc nhở nhau tu hành để chúng ta có được niềm an vui, hạnh phúc theo lời dạy của Đức Phật dưới ánh sáng tuệ giác của Đức Thế Tôn. Xin quý Phật tử hoan hỷ cho con. A Di Đà Phật. Pháp thoại đầu xuân hôm nay, Hương Nhũ muốn đặt ra một cái chủ đề, đó là cái gì là có thật trên thế gian này. Nếu chúng ta vẫn biết người đệ tử Phật thì thường học tập Phật Pháp và hiểu được rằng cái gì cũng là giả tạo, vạn pháp là vô thường. Có bài thơ của Thầy Tánh Tuệ có viết như sau: nếu khổ kia là thật thì không dứt được đâu, khổ sẽ theo ta mãi, muôn đời sống chung sầu. Nếu vui kia là thật thì vui mãi không buồn, sáng qua cười hỷ hả, chiều đi lạ sầu tuôn. Nếu buồn kia có thật
Sau chia ly lại cười, giọt lệ nào nhỏ xuống cho cây đời nụ tươi. Nếu mây kia là thật, làm sao hóa thành mưa? Còn mưa kia nếu thật, màu nắng là trong mơ. Nghĩa là cái pháp nào mình cũng nghĩ là nó thật, nhưng mà rồi nó lại biến hóa, nó lại vô thường, nó lại mất đi. Cho nên có cái gì là thật trên thế gian này đâu. Ngay cả chúng ta nữa, em xưa là bạch tuyết, cuộc đời nhìn ngẩn ngơ, chiều nay sao tóc trắng, chừ biết tìm em mô. Ngày nào trẻ đẹp như công chúa bạch tuyết, bây giờ đã là tóc pha mùi màu muối tiêu, rồi có cụ già ngồi kia tóc bạc trắng rồi, cũng đã đi qua một thời thanh xuân và sắc đẹp. Như vậy cái tuổi thanh xuân của em, tuổi trẻ của con người cũng không có thật. Phải như vậy không ạ? Và nếu bệnh già là có thật, làm sao thoát được đây? Có người ngàn xưa đó đã bước qua lối này, đi qua sanh già bệnh chết, đó là Đức Thế Tôn. Nếu là thật, tại sao Ngài đã đi qua? Chỉ có chúng ta còn mê mờ, tâm tối, sống trong chìm đắm vô minh và chấp vạn pháp trên đời là thật, cho nên chúng ta còn phải đau khổ với các vạn pháp trên thế gian này. Cho nên tất cả là mộng mị, ai nắm được làn hương, vạn sự tuồng ảo hóa, chấp đắm làm đau thương. Nỗi khổ kia nào có, một khi tỉnh mộng dài, cái ta tìm đâu đó, hoa đốm nào thấy ai. Bài thơ Không Có Cái Gì Thật của thầy Tánh Tuệ là như vậy. Các vị nghe chắc chắn cũng đồng ý, có phải không ạ? Và chính vì tại sao trong một ngày đầu năm biết bao nhiêu Phật sự, chư Tôn Đức, đặc biệt là Hòa Thượng Viện Chủ vẫn dành một thời gian mà Hương nhũ nhớ không có lầm, cứ mỗi một cái mùa xuân đầu năm đến tháng giêng, Hòa Thượng luôn cho Hương nhũ một cái đặc ân là được gặp quý Phật tử tại Pháp Vân với cái pháp thoại đầu xuân mới. Và cái pháp thoại nào cũng thế thôi, cũng nhắc chúng ta vạn pháp là vô thường, tuổi đời sẽ không còn mãi mà phải tinh tấn tu hành. Các ngôi chùa được thiết lập, các ngôi tam bảo trang nghiêm, tất cả đều nhằm mục đích hoằng dương chánh pháp. Cho nên quý Phật tử về với ngôi chùa lễ Phật, làm các công đức, chúng ta còn được thêm một cái phước báo, đó là được nghe Phật pháp, tu tập sống đúng chánh pháp. Có như vậy chúng ta mới hóa giải các nỗi khổ niềm đau, có như vậy mới tìm được cái chân giá trị của những người con Phật. Biết đời là giả tạm, nhưng mà sao con người ta vẫn khổ? Bởi vì ta chấp là thật, chấp tiền là thật, tình là thật. Mọi sự ham muốn trên cuộc đời này, người ta mong muốn được thỏa mãn nó, bởi vì người ta nghĩ rằng khi được như ý sẽ sung sướng hạnh phúc dài lâu. Nhưng không, tất quả cũng như một làn hương, như một cái chớp mắt, cho đến cái hạnh phúc tưởng là thật rồi cũng ra đi. Bởi vì có cái gì khác, chỉ là một cái cảm giác chợt đến chợt đi trong kiếp sống con người. Nhưng bởi vì con người ta quá sức mê mờ, tin là thật, tin tất cả cái gì đến là thật, chấp đắm ôm cầm giữ, thiết tha say đắm, tham lam sân hận si mê cũng từ cái chấp thật đó, cho nên chúng ta tạo tác vô vàn tội lỗi. Và Đức Phật ra đời chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Và ngay giữa mùa xuân, chúng ta vẫn sẽ nhắc lại, hãy nhớ lại Đức Phật đã dạy chúng ta những điều gì, thực hành được bao nhiêu rồi, mà tại sao chúng ta còn khổ như thế này đây? Nếu chịu chánh niệm tỉnh giác, chúng ta thấy bản thân chúng ta, những nỗi khổ niềm đau sẽ tháo gỡ, sẽ giảm bớt, và chúng ta sẽ có an lạc. Một cái an lạc không phải chờ mùa xuân, cái Tết đến, mà cái an lạc của con nhà Phật, đó là xuân đến xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Xin cảm ơn. Và chính vì chấp đắm mà con người tạo ra không biết bao nhiêu là tội và nghiệp. Vì vậy, một mùa xuân nếu thầy trụ trì có thời gian ngồi đây với chúng con, thì không phải cùng với chúng con nhìn hoa, phải không nào?
thưởng thức một làn hương, một ly trà sen buổi sáng, mà chỉ ngồi một chút thôi. Thầy ơi, thầy có thời gian không? Sư ơi, cho con 5 phút được không? Được. Tưởng chừng như sau lời chúc Tết sẽ là một nụ cười xuân, nhưng không, thường là sau những lời chúc Tết chiếu lệ, sư cho con 5 phút và bắt đầu tuôn ra những nỗi khổ chất chứa từ hôm trong Tết tới giờ mà không được gặp sư, gặp thầy, nay gặp rồi tuôn ra. Người này nói, người kia chờ ngoài kia kìa, chị nói xong chưa, đến lượt tôi. Rồi người này đến người kia vẫn là một cái nỗi niềm đau khổ. Cũng chỉ vì là mình mang tiếng là đệ tử Phật, mình được quy y, mình mặc chiếc áo tràng lam, nhưng vẫn chưa thật lòng sống theo lời Phật dạy, vẫn chi phối bởi tham, bởi sân hận, bởi si mê, thì chi phối bởi những phiền não thì chúng ta phải phiền não thôi. Còn chúng ta sống bằng tuệ giác mà được hướng dẫn bởi chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, bởi những bậc thầy khả kính, cuộc đời của chúng ta ắt sẽ có mùa xuân, thưa các vị. Rồi chúng ta chấp thập, rồi tham sân si, cho nên tạo nghiệp quá trời luôn. Mà Đức Phật ra đời nói là khai thị cho chúng sanh hiểu được cái tri kiến Phật là sao. Thôi bây giờ nói chi cho nhiều, năm giới đó, đó là tri kiến Phật đó. Hãy giữ những cái giới mà Đức Phật chỉ cho còn có năm thôi, để mà được an lành trong đời sống. Nhưng chúng ta cứ suy xét lại đi, mình có tròn được năm giới của một người Phật tử tại gia hay không? Chúng ta phạm nhiều lắm. Phạm thô và tế, phải không nào? Không sát sinh hại vật thì cũng rất thích ăn thịt chúng sanh rất nhiều. Dù giết hay dù ăn đều gieo tạo nhân xấu ác, mắc nợ mạng sống, nợ máu, nợ xương, nợ những nỗi oán hờn sinh mạng chúng sanh. Mà mình sát sanh hại vật làm đau khổ mạng sống chúng sanh chưa đủ, mình còn làm đau khổ những người thân của mình. Cho nên không cứ phải cầm dao giết sát mới là tạo tội. Mình nói những lời nói làm tổn thương người vợ, tạo vết thương cho người chồng, cho người thân, cho anh em, cho bè bạn, bất hiếu với mẹ cha, mình cũng phạm giới sát. Bởi vì giết người không gươm dao, không vũ khí vẫn có thể giết được người. Có những con người nhớ một câu nói mà bệnh lần rồi già rất nhanh và chết. Không ai giết, nhưng vì một câu nói người tha đánh mất tuổi xuân rất nhanh, rồi già và chết. Cho nên cái sát sinh hại vật đây không chỉ là cầm dao để giết lấy sinh mạng, mà làm tổn thương, làm buồn, làm đau cho nhau cũng là phạm giới, và làm cho cuộc đời này mất đi những mùa xuân bất diệt trong trái tim những người con Phật. Rồi người ta trộm cắp. Cái chuyện trộm cắp bây giờ nó quá nhiều, phải không nào? Đến mức độ mà người ta không còn sống hồn nhiên, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Người ta sợ hãi ở mọi nơi, đề phòng mọi chỗ, phải không nào? Đến độ mà có một cái giám đốc của một hãng sơn đến chùa của sư Hương Nhũ, phải không nào? Mới cho nhân viên đến chùa và nói rằng là chùa xếp con là giám đốc hãng sơn Expo đó, không biết chùa của sư có cần loại sơn nào thì chúng con đem đến. Thì sư thì tối ngày đi dạy rồi đó, sư nói vậy thì phải gọi cái ông thợ sơn ra để ông biết là cái sơn nào đã có, đang có và chưa có, phải không nào? Gọi cái ông thợ sơn ra, chú Hải ơi, có nhân viên của giám đốc hãng sơn muốn cúng dường sơn cho chùa mình đó, chú coi mình còn thiếu cái sơn gì. Thì lập tức chú nói liền, trời ơi, đời này có gì mà tử tế dữ vậy, nó sắp lừa sư cái gì rồi đó, thôi chấm dứt cho lẹ đó. Tức là cái ông thợ sơn mà ông đã nghi ngờ rồi, phải không nào? Rồi một cái em đệ tử của sư, nó nói, sư ơi, đâu mà tử tế dữ vậy, tới mà hỏi muốn cúng dường mà không thấy giám đốc, không thấy ai, thấy một người công nhân đi xe Honda bình thường đến, coi chừng sắp lừa sư
giống như cái lần nào họ lừa mình đó, tức là cũng đến lừa mấy em chuyện này chuyện kia đó. Nhưng mà thật ra đó là sự thật. Cho nhân viên đến trước, giám đốc đến sau. Con nghe sư giảng cho các em, cho thanh thiếu niên trên mạng truyền thông, con quý quá, con muốn đến coi cái chùa làm đến đâu để con cúng dường. À, vậy mà nhân viên đi tới không có lấy được cái thông tin gì hết. Lý do là gì? Là sự nghi ngờ, cái lòng sợ hãi, lòng tham và tạo các tội ác của con người. Mà bây giờ đây người ta cũng không còn dám nói thật điều gì với nhau. Đó, gian tham, trộm cắp, đánh mất lòng tin trong cuộc sống này. Thì tất nhiên ta phải phạm các giới, bởi vì người ta lấy những cái không phải của mình, lấy của không cho, và do lòng tham họ thỏa mãn với những điều đó. Có biết đâu tất cả những điều đó đều tạo nên một cái nhân xấu, để rồi quả báo là thất thoát, thua lỗ, có khi tù tội. Rồi cái quả, cái nhân về sự tà dâm đó thì bây giờ nó dẫy đầy trong cuộc sống. Nó bằng mọi hình thức để dối trá trong tình nghĩa vợ chồng. Nó bằng đủ mọi hình thức để có thể phản bội được nhau. Và nếu giấu được ngày nào thì cứ coi như là thắng lợi ngày đó. Cho đến một cái lúc nào đó nó tành bần ra hết, nó khổ đau tất cả mọi đàng. Lúc đó có sám hối cũng hết sức muộn màng. Chỉ còn cái kết quả là gì? Là bệnh tật, là phá thai. Kết quả là tan vỡ đời sống hạnh phúc gia đình. Cũng là do mình lòng tham, tham hưởng thụ, tham dâm dục, tham tình, tham tiền, uống rượu say sưa, ăn thịt chúng sinh, danh và lợi, tất cả những cái con người ta sa vào cái lưới tham đó thì lập tức bị vô minh, dối trá, lừa gạt, bất hiếu, rượu chè, cờ bạc. Cho nên một cái mùa xuân vừa mới chậm chậm đi qua vài ngày, chúng ta thử xét lại rằng trong một mùa xuân qua, chúng ta có những cái buổi đoàn tụ bên gia đình, làm những điều tốt đẹp, cúng dường, bố thí, đi chùa, cầu nguyện, quốc thới dân an, cầu nguyện những điều tốt lành cho gia đình, cho bố, ông bà, cha mẹ, và làm những cái điều mình cảm thấy trái tim mình, lương tâm mình nhẹ nhõm được mấy người. Hay là cũng trong một cái Tết này, cái mùa xuân, con người ta lại tạo vô vàn tội ác. Chính vì vậy, một thời Thế Tôn đang đi giữa dân chúng Ma Kiệt Đà, thì các người cư sĩ làng Patali đã đến thỉnh Thế Tôn. Giống như cái làng người ta cũng tự xây lên cái chùa, cũng có làng vị thầy đến là giúp đỡ người dân xây chùa. Cũng có những cái làng, nhiều nhất là ngoài Bắc, người dân họp nhau xây chùa mà cũng không phải dễ mà có vị thầy đến. Chùa nhiều hơn người tu. Cho nên, cái thời Đức Phật còn tại thế, có người cư sĩ làng Patali xây lên một cái giảng đường rất lớn. Chỉ mong có dịp nào Đức Phật và chư Thánh Tăng, chư Tỳ Kheo đi ngang thì thỉnh vào để thuyết pháp. Bởi vì họ biết rằng đó, cái ăn rồi cũng hết, cái uống rồi cũng thôi, tiền bạc rồi cũng qua đi. Chỉ có chánh pháp là đem lại niềm vui chân thật. Cho nên nghe Đức Thế Tôn đang đến Ma Kiệt Đà, thì các vị cư sĩ của làng Patali đến thỉnh Đức Thế Tôn về cái giảng đường mà họ vừa mới xây xong. Đức Thế Tôn nhận lời và đến nhìn mặt tất cả những người cư sĩ. Thay vì là khen ngợi họ đã xây một cái giảng đường để cung thỉnh Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói: "Này các con, có 5 điều nguy hiểm nhất cho những người phạm giới: giới sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm dối trá, rượu chè cờ bạc." Những cái con người phạm những giới đó thì những người cư sĩ phạm giới do nhân duyên phóng dật, tức là ham muốn quá nhiều. Phóng dật là không còn một cái điều tiết gì nữa hết, phải không nào? Hưởng cho hết, làm cho xong, cho đã đời rồi tính, đó là phóng dật. Ăn cho hết, ngủ cho nhiều và vét cạn túi tiền ra trong những cái cuộc tình phi pháp. Phóng dật là không có còn tiết độ, phóng dật là không còn nhớ mình là một người Phật tử hay một người cư sĩ, khó lắm mới được thân người. Cho nên sư nói là đầu xuân mà các vị tề tụ về nghe pháp, sư hạnh phúc làm sao đâu. Và sư tin chắc rằng chư Tăng Hòa Thượng và chư Tôn Thiền Đức Tăng tại đây cũng rất là hạnh phúc.
Các vị không có rộn ràng ngồi đây ngóng ra ngoài, ngồi đây nghĩ chuyện này chuyện nọ, mà sáng đi, một giờ đồng hồ được nghe thời pháp nhắc nhở chúng ta phải tu tập, phải tinh tấn ra sao, lợi ích cho mình biết dường nào. Cho nên Đức Thế Tôn nói này, các con ơi, có những nhân duyên vì phóng dật mà mất hết tài sản. Người ta mất tài sản cứ nghĩ là tại mình chưa đủ khôn, không nào, tại thời chưa đến, tại khai trương không đúng ngày, tại sao quả tạ, tại tam tai, vân vân. Nhưng cái nguyên nhân lớn nhất chính là nhân duyên phóng dật phá giới mà mất đi các tài sản lớn. Đó là nguy hiểm thứ nhất. Người sống không có giữ giới, không nào, người tu cũng giữ giới, người cư sĩ cũng phải giữ giới. Bởi vì giới đem lại an lành hạnh phúc, chứ có ai bắt mình giữ giới để làm gì đâu. Các vị phá giới, các vị không giữ tròn cái giới Phật cho, tự mình bị tổn hại, mất mát, hao tổn từ hạnh phúc tinh thần cho đến vật chất. Chứ còn có ai mất bằng chính mình đâu, phải chưa nào? Cho nên vì phóng dật là cái nguyên nhân nguy hiểm đầu tiên. Người phạm giới thì bị tiếng xấu đồn xa. Ngày nào người ta yêu quý mình, bây giờ người ta không còn yêu quý mà lại nghi kỵ mình. Đó cũng là do nguyên nhân mình sống không phải là một con người đạo đức, thánh thiện. Cho nên tiếng xấu đồn xa, đừng tin người đó rất dối trá, lừa gạt. Đừng tin kẻ đó một kẻ tham lam, trộm cắp. Đừng tin vị đó một người bất hiếu cha mẹ con, còn không thương kính, nói gì thương ai. Đừng tin người đó vợ con không chung thủy, chồng con không hết lòng, một kẻ tà dâm, đừng tin người đó. Nói chung con người phạm giới thì nó sẽ rò rỉ ra, cây kim để trong ngày, lâu ngày nó cũng phải đâm ra ngoài, để trong bọc, lâu ngày cũng sẽ đâm chìa ra ngoài, và tiếng xấu sẽ đồn xa. Người mà bị tiếng xấu đồn xa thì làm sao có uy tín, và con cái bị hổ thẹn, và những điều bất hạnh sẽ đến với bản thân, với gia đình. Đó là nguy hiểm thứ hai. Người phạm giới khi đi đến hội chúng thì với tâm trạng sợ hãi. Các vị cứ nghĩ đi, cái người có nổ, người ta gọi là sanh ở đâu? Sanh ở tỉnh này, tỉnh kia, nói trời ơi, tôi tưởng ông sanh trong kho đạn chứ. Kho đạn sao vậy, nổ quá, nổ banh hết trơn đó trời. Thì cái người mà nổ cách mấy đi chăng nữa mà không có giữ giới, người ta nổ như vậy nhưng mà trong lương tâm người ta vẫn sợ hãi, thưa các vị. Cho nên người chồng phạm giới tà dâm, người vợ phạm giới không chung thủy, hay con người đó không chân thật, gian tham trộm cắp, dù miệng người ta nói cái gì đi chăng nữa, ở trong một tận gốc đáy tâm hồn vẫn có một tòa án lương tâm, vẫn có một niềm sợ hãi ẩn nấp ở trong đó. Mà cái người sợ hãi đến hội chúng, nói gì thì nói, nhìn cặp mắt cũng không dám nhìn thẳng đâu các vị, vẫn láo liên, vẫn tránh né. Cho nên cái nguy hiểm thứ ba của người phạm giới là đi đến hội chúng với tâm trạng sợ hãi vô cùng. Người phạm giới khi chết không tỉnh táo, bị si ám mà có khi muốn chết không chết được. Đó là nguyên nhân nguy hiểm thứ tư. Người phạm giới khi mạng chung, đừng có tưởng rằng mình làm được vài công đức, niệm được vài câu Phật thì là yên đâu. Nếu mà cái tội lỗi mình quá nhiều thì nó trừ sạch những cái công đức nhỏ nhoi đó. Rồi mạng chung mình sanh vào ác thú, đọa xứ, địa ngục, chứ không thể nào sanh về thiên thú, thiện giới. Đừng nói gì là Tây Phương cực lạc. Đó là nguy hiểm thứ năm của những người không có sống đúng trong chánh pháp và vâng theo lời của Đức Phật dạy. Sư nhắc lại mấy điều như vậy, các vị đã nghe rõ chưa? Như vậy, những người Phật tử cư sĩ dễ thương như các vị ngồi đây nè, ngày xưa Phật gọi là các gia chủ, phải không nào? Mấy người chủ nhà, mấy người có vợ, có chồng, mang một trách nhiệm trên vai là gia đình, một vai bên kia là xã hội, hộ pháp, vân vân. Phật thương lắm, gọi là gia chủ. Này các gia chủ, có 5 điều lợi ích cho người giữ giới. Đó, người giữ giới không phóng dật, không buông lung phóng túng, nên được tài sản lớn. Đó là lợi ích thứ nhất. Cho nên người ta giàu có là tu nhân tích đức nhiều kiếp mới giàu có dài lâu.
Còn cái người phát lên chỉ một thời gian ngắn rồi mất, thì cái giàu có đó, cái nền tảng đạo đức của họ mỏng lắm. Cho nên mình làm ăn thất bại, thua lỗ, nợ nần thì mình phải xem lại cái nền tảng đạo đức của mình, nếu có cũng là rất mỏng. Phải lập bồi công đức, phải tu nhiều hơn, phải làm các công đức lành, nghe pháp, bố thí, cúng dường, giúp đỡ những người bất hạnh, hiếu đạo với mẹ cha, sống tốt đẹp với mọi người. Mình phải lập công bồi đức, chứ không phải mình thấy kẻ giàu còn mình nghèo thì bắt đầu là trong tâm mình nghĩ những điều xấu, điều ác, thi thố những âm mưu, những sự gian xảo lừa đảo để mong là cũng được tài sản như người. Không bao giờ thành tựu với là một cái khoảng dài lâu. Nếu đã giàu mà càng giàu có hơn mà dài lâu thì mình phải nghĩ đến cái nền tảng đạo đức của chúng ta đã tạo lập từ những cái kiếp sống trước, rồi kiếp này, rồi phước đức của ông bà cha mẹ, và bây giờ mình lại tiếp tục lập bồi công đức. Còn không thì cũng như là sương sao sương buổi sớm, như nắng chớp chiều hôm, như một cơn mưa nhẹ mùa hạ, rồi tất cả sẽ mất. Người mà giữ giới tiếng tốt được đồn xa, đi đến đâu cũng tự tại. Phải không chẳng? Không bao giờ với tâm trạng sợ hãi. Người giữ giới khi chết không bị suy ám. Người giữ giới khi mạng chung được săn vào thiện thú thiên giới trong cõi đời này. Đó là những lợi ích mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta trong kinh Phật Tự Thuyết Tiểu Bộ Kinh. Năm mới lại nói một cái chuyện muôn đời, đó là chuyện người Phật tử phải giữ giới. Nhưng mà kinh Phật nó hay lắm, lúc nào nhắc lại mình cũng thấy hay, lúc nào nhắc lại mình cũng thấy có những việc mình phải sám hối và tu tâm sửa tánh. Có như vậy thì đạo Phật mới sống mãi trong lòng dân tộc. Có như vậy người ta đi đâu về đâu vẫn nhớ mãi ngôi chùa, nơi che chở hồn dân tộc, hồn đạo đức của tất cả gia đình chúng ta, tổ tiên dòng họ chúng ta và cả tất cả người dân tộc Việt Nam của chúng ta, cũng như nhân loại. Nghĩ đến đạo Phật là nghĩ đến những điều lành, từ bi, trí tuệ để được sống an lành và hạnh phúc thật sự, chứ không phải ở một thế giới mê tín hay dị đoan nào khác. Như vậy, Như Lai là bậc Y Vương cho thuốc. Có người đến chùa cầu xin, cầu được thì vui lắm, không được thì oán trách. Phải không? Chùa này linh, chùa nọ không linh, có biết đâu linh bất linh tại chính mình đấy nè. Như Lai cho phương thuốc, uống đúng thuốc, hành trì đúng thì tự nhiên mình sẽ được an lành, nếu chưa phải làm nữa, tích bồi công đức nữa. Tại đạo Phật là trên nền tảng nhân quả và đạo đức thôi. Còn tất cả những gì mà theo phương tiện của thế gian mong muốn, quý thầy, quý sư cũng đáp ứng cho, nhưng chỉ là một cái sợi duyên rất mỏng manh, còn 90% là chính bản thân của hàng Phật tử chúng ta. Chúng ta phải làm những gì mà tự tâm mình chuyển hóa thân tâm của chính mình, chứ đừng nghĩ cái chuyện là cầu xin, van xin một điều gì đó. Nhất là đầu năm ai cũng mong có phúc báo tài lộc, phải không nào? Ai cũng chúc nhau tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Nhưng mà sư cũng hay nhắc lắm, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an thì người con Phật phải tinh tấn làm các điều lành, tinh tấn tránh xa các điều ác, tinh tấn giữ tâm ý trong sạch. Chứ không phải muốn tấn tài, tấn lộc thì là đi kiếm thầy bói mà coi tối ngày đâu. Những điều đó cũng chỉ tạm, gọi là gì? Xoa dịu nỗi buồn của những người phụ nữ yếu bóng vía mà thôi. Còn tất cả chúng ta đều phải trực tiếp nhìn thẳng vào bản thân mình. Một ngày mình không làm ác, một ngày không nói lời ác, một ngày không làm điều gì trái với lương tâm, chúng ta có trọn vẹn niềm vui, đó là một ngày cát tường. Cho nên đạo Phật không phải cầu xin, là đạo trở lại chính mình mà thôi. Đạo không lý thuyết đầu môi, nói ra cốt để đi đôi thực hành. Giữ thân miệng ý trọn lành, khi tâm thanh tịnh, tịnh thanh cõi đời. Các vị cứ giữ thanh tịnh thân khẩu ý thì tự nhiên cái cuộc đời mình nó nhẹ nhàng, nó an lạc. Nhưng mình tạo tội quá nhiều. Có những người phụ nữ
làm ít nói nhiều. Có những người phụ nữ ngồi đâu là lê đôi mắt đó, cho nên người ta có cái từ buôn dư lê. Hồi xưa biết buôn dư lê là cái gì phải không nào, mới biết là lê từ chỗ này sang chỗ kia, chịu làm một cái loa phát thanh miễn phí không ai trả tiền, nhưng mà không nói là thấy buồn lắm. Cho nên phải nói, có biết đâu kết tinh tội lỗi nghiệp ác rồi tự mình chịu tất cả những khổ đau. Chứ con người biết tu tập, người ta không có bạn bè tùm lum tùm la, người ta vài người bạn tốt nhắc nhở nhau tu hành. Cái vấn đề mà người ta cho rằng cái xã giao đó mà cũng không biết mục đích cuối cùng là gì đó, thì nó chỉ đem lại tác hại mà thôi. Bởi vì là lời nói lành thì ít, một câu hai câu qua câu thứ ba là đã nói xấu kẻ khác rồi. Cho nên hãy nhớ rằng người học Phật là người tỉnh thức. Đừng nghĩ rằng cái sự cầu xin của chúng ta, chư Phật, chư Bồ Tát đều lắng nghe cả. Nhưng sẽ gia trì trước hết cho cái người gì? Thanh tịnh và giữ giới. Chứ bây giờ cái kẻ cướp, kẻ tà dâm, dối trá mà cũng là ban phước cho họ thì họ còn sợ tội cái gì nữa. Cho nên những người tạo tội thì biết có cầu có xin đó cũng chỉ là những người tự an tâm cho mình thôi, chứ cũng khó mà có ai giúp. Mà cái người trong sạch giữ giới rồi những khó khăn hoạn nạn sẽ từng bước đi qua. Chuyện to thì hóa bé, chuyện bé thì hóa không. Đó, sao hạn thật là có hết chứ sao không? Đều có sao để chiếu mạng hết. Nhưng bây giờ mà hỏi mấy thầy, mấy sư coi, mấy thầy chả biết sao gì chiếu mạng mình. Tại ngày nào cũng lo làm lành, ngày nào cũng lo thuyết pháp, giảng kinh, ngày nào cũng lo làm việc cho chúng sanh. Còn cái thời giờ đâu mà quan tâm sao nào chiếu mạng. Còn cái người mà trong tâm luôn luôn bất an vì mình phạm rất là nhiều cái tội lỗi trong cuộc đời, thì bây giờ có sao gì sao tốt. Những cái ngôi sao tốt cái gì đó, sư nghe đó, Thái Dương, Mộc Đức gì đó, rồi tốt lắm, mà mình làm ác, cuối cùng cũng sao quả tạ chiếu vô mạng. Chứ không có cái gì khác. Bởi vì cuộc sống chúng ta, đó là nhân quả chi phối cuộc sống của chính chúng ta. Cho nên cái câu chuyện bình thường, một người đánh xe chở đầy hàng hóa đi qua con đường lầy lội, đi một đoạn thì bánh xe lún sâu vào trong bùn, ngựa không thể kéo lên nổi rồi. Người đánh xe dừng lại không biết làm sao hết, nhìn khắp nơi rồi kêu tên cái người lực sĩ ra. Lực sĩ rất khỏe là Hedwin. Hedwin ơi cứu tôi, Hedwin ơi cứu tôi, kêu mãi, hy vọng cái ông lực sĩ đó sẽ đến giúp mình. Cuối cùng rồi mấy đứa bé nó chạy đi kiếm giùm, thì ông Hedwin ông cũng đến. Nhưng mà ông ta nói với người đánh xe rằng: anh hãy tự ghé vai anh vào cái bánh xe, sau đó dùng vai thúc nhẹ con ngựa, như thế con ngựa sẽ dễ dàng kéo bánh xe ra khỏi đoạn bùn này. Còn kéo đứng đó gọi tên tôi, chẳng thế nào anh ra khỏi nơi đây được, và cũng chẳng mong ai để giúp anh đâu. Bởi vì là làm sao mà tôi có thể leo vào vũng bùn được, tôi chìm trong đó làm sao. Cho nên tự mình phải đưa vai vào cái bánh xe, rồi con ngựa của mình phải lôi mình lên. Trời giúp không bằng tự giúp mình. Còn muốn trời giúp thì bản thân mình phải tu nhân tích đức. Mình phải nghĩ cái chuyện mắc nợ phải trả nợ trời mới giúp mình. Chứ mắc nợ chỉ muốn ăn luôn của người ta, sao trời nào mà giúp. Nợ là sư giảng bài pháp ở dưới Bạc Liêu ạ. Đó, xin đừng giật nợ. Bởi vì cái giật nợ nó không có chạy trốn đường trời nào hết. Trái lại còn tích lũy thêm biết bao nhiêu nỗi khổ, niềm đau trong cuộc đời. Cho nên hãy tự giúp mình, hãy tự cứu mình, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Cho nên coi ngày coi giờ mình cũng theo cái truyền thống, cái tập tục mình cũng rất là tin tưởng ngày giờ, đúng không nào? Mình cũng các ngài cho mình một cái ngày mình thấy an tâm. Tại vì mình cũng còn những cái sự gì khiếm khuyết, những cái lo lắng, những cái tội lỗi, cho nên thôi xin cái ngày đỡ lo. Nhưng mà nếu mà một cái con người Đức Phật dạy là tại là Rajagaha là vương sát hành á, bên Ấn Độ. Này các tỳ kheo, các loài hữu tình nào vào buổi sáng thân làm việc thiện, nói lời thiện, nghĩ điều thiện, loài hữu tình đó có một buổi sáng an lạc cát tường. Này các tỳ kheo, loài hữu tình nào mà vào buổi trưa thân làm thiện, nói lời thiện,
ý nghĩ thiện thì buổi trưa đó là một buổi trưa cát tường. Tương tự như vậy, buổi chiều cũng thế. Thân thiện, ý thiện, lời nói thiện thì sẽ là cát tường và nguyên một ngày cát tường. Mà ngày nào cũng là cát tường thì mình làm gì cũng cát tường. Mình không phải lo lắng, nhưng tại vì mình tạo tội nhiều cho nên mình coi ngày này, mình xem cái kia mà lòng mình vẫn bất an, là bởi vì mình không thật sự sống đúng theo lời Đức Phật dạy, không thật sự tin sâu vào nhân quả, không sống đúng chánh pháp. Cho nên đầu xuân, sư nhắc các vị hãy ráng sống ngày nào cũng tốt lành để chúng ta có 365 ngày cát tường. A Di Đà Phật. Vì vậy người Phật tử mình bắt đầu muốn làm cái gì đó, phải không nào? Mà giờ lên tiếng thầy không có thầy ở nhà, bây giờ cũng không biết làm sao, hoặc có khi mình ở xa, rồi có khi là mình không có điều kiện để hỏi thầy, hỏi sư, mình phải làm sao? Khi bắt đầu khai trương, bắt đầu làm một việc gì? Đó, cần thành tâm, đó như tối hôm nay 14 đây, thành tâm sám hối, thành kính, tụng kinh dâng lời Phật dạy, lạy chư Phật, lạy Bồ Tát, làm phước, cúng dường, phóng sanh, hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sinh. Tự nhiên nó hóa giải bớt những cái sự u ám, tội lỗi của mình. Thì mình bắt đầu một công việc, nó sẽ có nhiều cái điểm, nhiều cái sự cát tường hơn. Chứ đừng có gì, cứ đi coi bói, bấm độ này độn kia, mà tự thân chúng ta có mấy giới của người cư sĩ giữ không tròn. Thất bại rồi bắt đầu lại oán trách cuộc đời, rồi tự bất mãn với chính chúng ta. Cái thế giới này, trong nhân loại này, cho đến giờ phút này, chưa có một cái tôn giáo nào mà khoa học như đạo Phật. Buddhism is science. Đạo Phật là khoa học. Chúng ta rất là hạnh phúc được làm đệ tử của Đức Phật, một tôn giáo khoa học, một tôn giáo của trí tuệ, của tình yêu thương, của toàn nhân loại trên phạm vi toàn thế giới. Thưa các vị, về nói về sách xưa, có một lần có một người hỏi Khổng Tử. Đó, Khổng Tử là một cái vị thầy của Trung Quốc, nhưng mà người ta vẫn xem là vạn thế sư biểu. Tại vì ông đề cao cách sống nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Thì cái đó cũng là những yếu tố quan trọng trong đời sống con người. Không phải mình tán thành hết tất cả những gì của ông ấy, nhưng về cái mối quan hệ nhân nghĩa với nhau thì Khổng Tử cũng rất là tuyệt vời. Thì có một người hỏi ông rằng: thưa ngài, quả nhân nghe nói xây thêm cái phòng phía đông tức là không tốt, làm nhà vào ngày tam nương thì không tốt, điều này có đúng không? Khổng Tử trả lời rằng: có năm loại việc không cát tường. Thứ nhất, hại người để lợi mình, đó là không cát tường. Các vị nghe rõ chưa? Coi ngày, coi giờ, rồi coi sao, coi hạn, mà mình làm cái gì cũng chỉ mong lợi mình mà hại người, đó là mình đem cái chuyện không cắt tường đầu tiên đến cho mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, bỏ rơi người già, chỉ quan tâm đến trẻ nhỏ. Bỏ rơi vợ con, chỉ quan tâm đến tình nhân. Đó là điều bất cắt tường, điều xấu thứ hai. Điều thứ ba, sự lãnh đạo mà không sử dụng được người hiền, không biết trọng dụng người tốt mà lại sử dụng những người vô nhân phẩm, những kẻ nịnh bợ, đó là điều không cát tường. Người tài đức có trí huệ mà lại nhàm chán không còn muốn giảng thuyết gì nữa. Đến một hội chúng tôi không muốn nói gì nữa hết. Cái hội chúng đó người ta không muốn tu tập, cái hội chúng đó họ không muốn tinh tấn trên lộ trình tâm linh giải thoát, tôi không muốn nói. Khi nào người trí tuệ, người nhân đức mà không muốn giảng, không muốn nói nữa, các thầy không muốn giảng nói gì với cái người đó nữa, bởi vì là bó tay rồi, bất lực rồi, với những cái người đó không có xoay chuyển gì được họ nữa đâu. Đó, đó là cái điều không cát tường. Thế chứ nào, không ai muốn khuyên mình cái gì hết. Mình gọi là cái loại lì, gọi là lì, lì thứ thiệt rồi, đàn gãy tai trâu rồi, cứ việc nghiệp của mình mà mình ôm, đó là không cát tường đó. Rồi sao nữa, người trẻ là không ham muốn học tập, không muốn nghe chánh pháp, đó là điều không cát tường. Người có tài đức thì rút lui, kẻ ngu muội vô đạo đức thì lại xuất hiện ngày một nhiều, đó là cái điều không cát tường cho xã hội, cho quốc gia. Cho nên mùa hè mà sư đi miết thôi mà,
đi hết các vùng sâu vùng xa, ở đâu có giới trẻ là ở đó sư phải giảng. Sư sợ các em bé lớn lên nó sống theo chủ nghĩa kim tiền, nó xem tiền là trên hết, làm băng hoại cái xã hội, rồi cái đất nước Việt Nam đi về đâu. Cho nên giảng miết mà viêm họng là coi như là ngày nào cũng viêm họng, ngày nào cũng uống thuốc, mà ngày nào cũng đi giảng. Bởi vì sao? Tuổi trẻ bắt đầu mùa xuân, một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Nhưng mà bây giờ các vị thấy không? Tuổi trẻ của mình, con cháu của mình nó đang làm những cái gì? Ai mà không ăn học đàng hoàng, không hiếu đạo với mẹ cha là mình biết đó là điềm bất cát tường trong gia đình rồi. Cái xấu, cái hại đó mình không lo, mình cứ lo cái gì đâu không à? Lo tiền, lo bạc, lo danh, lo lợi. Mà cái vấn đề giáo dục con em, cái nền tảng đạo đức thì đánh mất. Vợ chồng suốt ngày hục hặc, cái đổ thừa là cái gì? Là khắc khẩu để rồi nói với nhau những lời không còn nhân nghĩa. Đó là những cái không cát tường của gia đình mình, chứ còn cái gì nữa? Đó. Sau khi Khổng Tử nói như vậy thì nói những loại cát tường đó hãy lo đi thôi, còn xây phòng phía đông phía tây, ngày tăng lương ngày gì cũng không phải là vấn đề, mà vấn đề là chúng ta sống có cát tường hay không. Thưa các vị, cuộc sống này ai cũng sư ơi, con muốn gặp người chân thật mà sao gặp toàn kẻ dối trá. À, nhớ liền cho hai từ nhân quả. Mình đã gieo nhân dối trá quá nhiều. Hồi mình gieo mình đâu có nhớ đâu. Bây giờ quả đến oán trách tùm lum hết. Không kiếp này cũng kiếp trước. Cho nên khi quả đến, con biết con vụng đường tu, không kiếp này cũng kiếp trước. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Đời sống người Phật tử là phải luôn luôn sám hối, phải tu nhân tích đức, phải lập bồi công quả đi thôi, chứ đừng có oán trách. Người mà cứ mở miệng là oán trách cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè, công ty, nhân viên, giám đốc, ai mình cũng có thể lôi ra để mình trách móc và chửi bới được, là con người không biết nhân quả là gì và không biết tự quan sát lại chính mình. Những con người như vậy là khổ đau hoài, tại vì ngày nào cũng bất tường hết á, không có cát tường đâu. Cho nên khi đã gieo hạt giống xấu ác trong tâm hồn thì ngày nó trổ quả, mình phải chuốc lấy hương vị của sự đau đớn mà thôi. Đó. Khi mình gieo thì mình không có nhớ, mà khi gánh lấy thì la hét om sòm, khóc la bất tận. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả là bởi vì mình cứ tới chuyện rồi mình mới khóc la. Đầu năm mới sư nhắc nhở các vị làm cái gì? Cẩn ngôn, cẩn hạnh, thận trọng quả báo, để chúng ta có được quả ngọt an lành trong đời sống. A Di Đà Phật. Sư nhớ câu chuyện con đường thứ tư sư có kể cho giới trẻ nghe. Người cha dắt ba đứa con đi ngang qua vườn trái cây. Chắc vườn xoài quá, phải không nào? Trông thấy những trái xoài chín mọng trên cành thì ông cha nảy ra ý muốn trộm, muốn hái những trái xoài đó. Mà có chủ vườn mà không có muốn mua. Hái mà không mất tiền mà về ăn mới ngon chứ, phải không nào? Cho nên mấy bạn trẻ hay nói là của chùa mới ngon sư ơi. Chùa là coi như là không tốn tiền á, phải không nào? Đó. Cho nên ông sai ba đứa con canh ở ba ngõ dẫn vào vườn. Đó. Cái ba cái ngõ nào mà có đường đi vô là ông cho canh, để có ai thì báo cho ba biết, hoặc chậm người ta lại để ba hái cho nó đã đời ba đi, đúng không? Nhưng mà khi ông đang hái thì có một đứa con lên tiếng: "Ba ơi ba, ba canh ba ngõ mà còn một ngõ chưa canh ba." Ông bà mới nói: "Làm gì mà còn con đường nào nữa? Ở đây ba coi kỹ rồi, chỉ có ba con đường dẫn vô cái vườn xoài thôi con ạ." Đứa con trả lời: "Ba ơi, còn một con đường đi lên trời nữa, sao ba không canh vậy ba?" Các vị nghe rõ chưa? Đường lên trời là đường gì? Là con đường tâm linh, con đường tu tập để đi lên hướng thượng. Thì mình không cần quan tâm, mình chỉ quan tâm con đường để bỏ vô giỏ mà không tốn tiền, thì con đường dắt mình đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên đứa con nó nói một câu rất là đơn sơ, nhưng mà làm cho ông cha giật mình. Ông cha đỏ mặt xấu hổ, vất hết xoài xuống, dắt mấy đứa con về nhà. "Thôi, bây giờ phải lo cái đường lên trời thôi con ạ." Nhưng mà cái cuộc sống bây giờ là chỉ lo bỏ vô túi à, mà không có thể nào bỏ ra được.
Trong khi cái nguyên tắc của đời sống này, cho nhiều mới nhận nhiều. Mà cái đời này bây giờ nó chỉ gom góp lòng tham vô tận, gom góp chưa đã rồi trộm cắp, rồi là bằng đủ mọi cái phương tiện dối trá xảo quyệt để cướp đoạt làm đau khổ cho người. Mà nhân quả này là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không có bỏ sót một ai. Hãy lo cái con đường tâm linh, cái đạo lộ đó là vững chắc nhất. Tuy nó đơn sơ như vậy, nhưng mà mình sẽ có những ngày an lạc. Tuy chất chứa đầy túi tiền đây, có những người vẫn chết trên đống tiền, ngày nào cũng đếm, mà già, mà chóng già, chóng bệnh và chóng chết. Hãy sống an lạc, nhẹ nhàng, biết đủ là vui. Cuộc sống đó mới có mùa xuân trong tâm hồn của chúng ta, thưa các vị. Mới hôm 12 tháng Chạp, sư cũng đã bắt đầu đi thuyết giảng cho công ty Địa ốc Kim Oanh. Mà giám đốc cái công ty Địa ốc Kim Oanh Bình Dương này cũng rất là thông minh. 1.000 công nhân viên tập họp về đầu năm. Ngày họp mặt đầu năm được ăn chay, ngày họp mặt đầu năm được phát lộc. Và trong những cái lộc, những cái rút thăm trúng thưởng đó, một phần thưởng rất lớn là được nghe pháp. Và sư đã thuyết bài pháp gì các vị biết không? Thần tài gõ cửa nhà ai? Đó, giờ mà nghe thuyết cái đó ai cũng thích hết trơn á. Có gõ cửa nhà mình không? Nó muốn gõ cửa nhà mình thì tâm mình hãy trong sạch đi. Muốn thần tài gõ cửa nhà mình hãy tin sâu nhân quả đi. Muốn thần tài gõ cửa nhà mình hãy tập cho nhiều hơn nhận. Đó là những quy luật, là chân lý trong cuộc đời. Nhưng do vô minh, ám chướng, lòng tham, mình chỉ biết cái trước mắt và tạo vô vàn tội lỗi. Chính vì vậy mà biết bao nhiêu tai họa đến với chúng ta. Trời thì có lúc mưa gió thất thường, người cũng có khi họa phúc. Cho nên thấy người gặp tai họa, hãy nghĩ đến mình. Cho nên hãy làm phước, hãy giúp đỡ. Đời sống có khi hãy chịu thiệt lấy phúc. Lúc nào cũng muốn hơn, lúc nào cũng muốn giành phần thắng, lúc nào cũng giành phần hơn. Cuối cùng, tất cả những cái gì mà đau đớn nhất, buồn tủi nhất, nó sẽ đến với chúng ta khi chúng ta bệnh hoạn, già yếu, cô đơn. Vì vậy, hãy tu nhân tích đức khi chúng ta còn khỏe mạnh nè, tu nhân tích đức khi chúng ta còn cảm nhận được cái hương vị mùa xuân. Có những người suốt mấy ngày Tết có biết gì là Tết? Bệnh, nằm triền miên, bệnh đau không còn tha thiết gì. Đời ai cũng trải qua cái bệnh mà. Hương Nhũ là đi giảng pháp là say sưa nhất là giảng cho giới trẻ. Vậy mà có những cái trận bệnh thì sắp sửa đến giờ giảng rồi, phải không nào? Mà vô nói thầy trụ trì, thầy ơi thầy giảng giùm con được không? Con nói không còn ra hơi nữa thầy. Bây giờ làm sao? Bây giờ không còn muốn gì nữa. Bây giờ làm sao mà con nói được thôi, con nói không nói nữa. Những cái lúc đó nó buồn lắm. Thiệt sự là như vậy. Đó, ông thầy nói thôi, sư lên nói 5 phút thôi, rồi còn bao nhiêu con sẽ nói tiếp. Cái mình lên 5 phút, cái 50 phút, cái làm luôn 1 tiếng rưỡi luôn. Phải không nào? Nó khao khao phải không? Nó khàn khàn, nó khao khao thiệt. Nhưng mà cái tấm lòng của mình nó dắt mình đi qua bệnh tật. Còn cái con người mà trì mịch bởi vô minh, bởi lòng tham, thì tự nhiên lúc nào nó cũng nặng nề, lúc nào nó cũng muốn đau ốm. Các vị đừng có nghĩ sư là con nhà Phật thì sư cứ nói như vậy. Chứ khoa học bây giờ cũng phải thừa nhận, cái gì là thật có trên đời này, đó là nhân quả báo ứng hoàn toàn có thật. Khoa học đã nói điều đó, chứ không phải chuyện nhân quả là chuyện của nhà Phật. Mà bây giờ khoa học cũng phải thừa nhận việc đó, phải chưa nào? Bây giờ những chuyện bình thường thôi đó, quan hệ nhân quả là các vị sẽ thấy, cứ mãi đổ những chất thải xuống nước thì ô nhiễm nguồn nước. Mình nói cái nước này đâu phải là của nhà mình đâu. Trời ơi, trong cái vòng xoay như vậy là nó cũng vô nhà mình, nó vô miệng mình hết à. Đó, mình vứt con chuột chết ra đường mà nó đâu phải nhà mình đâu. À, nhưng mà con mình nó ra đạp ngay con chuột, nó té cái rầm, người nó toàn chuột không. Mình tưởng nó hại người ta mà hại ngay nhà mình. Rồi mình nói nó vứt cái đống rác đó, nó phải nhà mình đâu. Nhưng mà cái trong cái vòng không khí này nè, cái không gian hít vào thở ra này là mình hưởng trọn hết đó. Chứ nhà mình đâu phải chỉ trong cái nhà máy lạnh đóng cửa lại đâu, mà mình là cả một môi trường sống. Con người biết yêu thương chính mình phải yêu môi trường sống, bảo vệ môi trường sống tốt đẹp. Đó là nhân quả. Những cái nghiên cứu khoa học mới nhất đã hé lộ ra
những điều hoàn toàn rất là căn bản mà chúng ta nghe phải chấp nhận. Đấy chưa nào? Đây là một cái nghiên cứu của Đại học Gắt Đáp ở Anh và Trường Đại học Texas ở Mỹ cùng thực hiện một nghiên cứu và chứng minh rằng nhân quả ác hữu thì ác báo. Tức là làm ác sẽ bị quả báo ác. Tức là bây giờ trường đại học họ cũng nghiên cứu những điều đó. Thấy chưa nào? Theo thống kê cho thấy những tội phạm tuổi thiếu niên có cơ thể khỏe mạnh hơn những thiếu niên biết tuân thủ pháp luật ở cùng độ tuổi. Tức là phạm pháp luật thì cái đứa phạm á, nó khỏe mạnh hơn cái đứa không phạm. Cái đứa mà nó hiền hiền, thường thường nó yếu yếu, nó xăm xăm, nó có vẻ như là không làm được cái gì. Đó, mà cái đứa mà đi phạm pháp nó khỏe mạnh, nó lực lưỡng, nó hồng hào, nó ăn to, nó nói lớn. Nhưng khi bước vào tuổi trung niên thì tính tình, sức khỏe của những đứa phạm pháp xuống dốc nhanh chóng, nguy cơ nằm viện và bị tàn tật cao hơn rất nhiều lần so với những thiếu niên bình thường. Cho nên con mình nó ngoan mà nó hơi yếu ốm chút cũng không có sao hết. Nhắc nhở nó tập thể dục, nhắc nhở nó lạy sám hối, nhắc nhở nó nghe kinh, nghe pháp, làm các hoạt động từ thiện, dạy cho ốm ốm chứ không có sao. Còn khỏe mạnh, bặm trợn, trộm cướp, giết người, dối trá, tà dâm, chỉ qua độ khoảng 30 mấy tuổi là bệnh này bệnh kia, và cái nguy cơ chết chóc rất là sớm. Điều này phân tích về nhân quả cũng rất là dễ hiểu mà thôi. Cái thói quen sinh hoạt không tốt đã tạo ra những cái trạng thái sức khỏe trong lúc trưởng thành. Nghiên cứu các nhà khoa học còn phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ khác là khi tâm hồn người ta giữ lên những cái thiện niệm, suy nghĩ tích cực, tốt đẹp, cơ thể sẽ tiết ra một cái chất truyền dẫn làm cho tế bào vô cùng khỏe mạnh. Đó là tế bào miễn dịch. Nó làm cho chúng ta tháo vát hơn, hoạt bát hơn, dễ thương hơn, xinh đẹp hơn, không có dễ đau ốm và bệnh tật. Cho nên muốn trẻ hoài, muốn xinh đẹp, muốn lạc quan, muốn yêu đời, hãy suy nghĩ những điều thiện. Có khi ta làm cái này cái kia mà cái tâm ác không à, cái tâm ích kỷ nhỏ nhen cho nên mau già, mau chết. Nghiên cứu khoa học cho thấy hãy suy nghĩ thiện, làm việc thiện, nói lời thiện thì trong cơ thể chúng ta sẽ tiết ra một tế bào miễn dịch tuyệt vời. Đó là lý do vì sao sư thấy quý sư quý thầy ngủ ít, ăn ít mà làm việc rất là bền bỉ. Cho nên nhiều người Phật tử nói sư ơi, sư ăn cái gì mà sư khỏe vậy sư? Ăn cái gì? Tàu hũ, rau lang luộc, rau muống luộc, đâu nào? Ăn cái gì? Cái tâm hồn của mình là giữ tất cả những điều thiện lành và làm lợi ích cho chúng sanh. Cho nên các tế bào miễn dịch nó hình thành, nó phát triển và tạo ra một sức đề kháng cho cơ thể. Còn con người ăn, mở mắt là ăn cái này cái kia cho béo bổ, thịt chúng sanh, rượu chè, hưởng thụ, cơ bạc, rồi là tà dâm vân vân. Tưởng đâu đó là hưởng thụ hương vị cuộc đời, có đâu tự tạo ra những cái gì? Những cái loại bệnh tật, những loại vi khuẩn làm cho con người chúng ta suy yếu. Và do vậy, trông khỏe mạnh như thế, một cơn gió thoáng qua là từ giã cuộc đời. Đó là những nghiên cứu của khoa học. Thì nhân ngày đầu năm mới, sư chia sẻ với các vị. Cho nên bây giờ khoa học họ nghiên cứu, họ thích thiền trên thế giới á. Họ thích ăn chay. Tại vì trong cái thức ăn chay, họ khoan nói vì lòng từ như mình. Họ nói trong các chất rau đậu, cho dù có sử dụng thuốc đi chăng nữa vẫn không độc như các loài thịt cá đã gì, đã giết, đã để cho ruồi muỗi bu đậu rồi ướp lặn vân vân. Vô số bệnh tật, mình ngày nào không có bệnh các vị xét lại đi, phải không nào? Dù cho nhìn khỏe mạnh, bên trong cũng có viêm xoang, rồi là cũng có ho hen, rồi cũng có cảm, rồi cũng có bệnh nội tiết, ngoại tiết gì đủ thứ. Thì con vật còn trăm thứ bệnh hơn mình, mà mình ăn một cách tưởng chừng ngon lành, nhưng mới ngày nào khỏe mạnh mà sau nay bệnh tật, mà không biết là cái bệnh gì. Đó hóa ra là bệnh tùng khẩu nhập mà thôi. Bây giờ người phương Tây, những người văn minh, họ thích lối sống ăn chay. Nhà hàng chay ở Sài Gòn mở ra, người nước ngoài đến rất nhiều. Họ đâu có ngu đâu mà không biết hưởng thụ. Họ chọn thức ăn tinh khiết để giữ gìn sức khỏe cho họ. Còn con người của chúng ta, do không hiểu biết, do sự tham ăn,
chứ anh không chừa bỏ một thứ gì hết. Con bỏ chết cũng ăn được nữa, con gì kỳ quái nhất cũng ăn. Ăn riết rồi chán, ăn sống luôn. Và tìm cái cảm giác lạ trong cái ăn, trong cách sống, cái uống, cái hưởng thụ. Và tất cả phải chuốc lấy kết quả khổ đau. Đó là nghiên cứu của khoa học một cách rõ ràng. Thưa quý Phật tử, như vậy, qua những cái phân tích khoa học cho thấy tư tưởng tiêu cực của con người sẽ khiến bên trong chúng ta sinh ra độc tố. Bây giờ Đức Phật là khuyên chúng ta phải là nói lời lành, nghĩ lành, không làm các việc ác, giữ tâm ý trong sạch, là vì Đức Phật không muốn cho thân thể chúng ta vốn đã nhỏ bé, yếu đuối lại còn sinh ra một lượng độc tố quá lớn. Đó. Bây giờ thay vì uống thuốc bổ, này thuốc này, thuốc kia, bồi dưỡng ăn con này, con nọ, chúng ta hãy suy nghĩ lành đi. Một lượng miễn dịch lành mạnh sẽ đến với chúng ta, làm chúng ta trẻ đẹp hoài. Xưa quen một số vị, sau khi họ ăn chay một thời gian trở lại chùa, xinh hơn, trẻ hơn, khỏe hơn, lạc quan hơn, một cách rõ ràng. Các vị còn đùa với sư là con sắp sửa đi thi hoa hậu rồi, sư thấy có được không? Sư thấy rất đẹp. Còn bây giờ người ta ăn đủ thứ hết, xong bắt đầu là gì? Kiếm tiền, đi vào thẩm mỹ viện, cắt xẻ bới tùm lum hết. Mình trở thành là gì? Nạn nhân của những đồ phế thải. Cắt xẻ tùm lum, mà bây giờ cái vấn đề nhiễm trùng, những cái vấn đề mà nó hủy hoại con người vì những cái dụng cụ mà mình không biết nó đi đến cái tác hại lúc nào, rất nguy hiểm. Cho nên ăn uống lành mạnh, sống tốt, con người nó sẽ xinh đẹp mãi mãi từ trong tâm hồn ra đến cái thể chất của chúng ta. Cho nên cổ đức nói nhân giả thọ, có là người sống với lòng nhân thường thì trường thọ, hãy sống tốt đi. Cho nên thay vì chúc trường thọ, chúc tài, chúc lộc thì cứ sống tốt. Mọi sự phúc lộc thọ sẽ đến với tất cả chúng ta, đến với toàn thể đạo tràng của chùa Pháp Vân ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Và những người có trái tim nhân hậu, thích làm thiện, thích bố thí, thì tự nhiên họ có một cái năng lực rất là lớn. Họ có trí thông minh, rồi các cái cảm xúc trong đời sống của họ cũng rất là an lành, thánh thiện. Mình gần những người đó, mình nghe cái tâm hồn của mình nó nhẹ nhàng lắm. Đó, sư hay nói tại sao mình đến các vị cao tăng, thạc đức, mình muốn lạy, mình muốn các ngài gia trì cho mình, rồi trên đầu chứng minh cho mình, nghe an lạc. Bởi vì cái năng lượng của những cái sự thánh thiện trong những cái bậc cao tăng, những cái bậc thạc đức tu hành. Và chính chúng ta cũng có cái năng lượng đó, chứ không phải chỉ có người tu. Nếu chỉ hành thiện, làm thiện, nói lời thiện, chuyển hóa những cái xấu ác, chúng ta cũng có một cái năng lượng tuyệt vời. Phải chưa nào? Cái áo tràng các vị mặc nè, mà tụng kinh hoài, sám hối hoài. Thấy không nào? Khi con mình đau ốm, mình cầm cái áo tràng, mình đắp lên nó cũng hết sốt. Đó là sự thật. Chứ không phải tìm ở đâu xa. Năng lượng an lành, năng lượng kỳ diệu, tốt lành do chính chúng ta, nếu con người chúng ta quyết tâm hướng về điều thiện. Thưa quý Phật tử, như vậy, trong một cái bài pháp đầu năm, chúng ta phải biết rằng trong cái tình hình ma sát với cái đời sống bên ngoài, người ta đã dùng rất nhiều cái năng lượng của mình cho những việc vô ích. Cãi vã, để ý, hơn thua, ganh ghét, thấy người ta đẹp hơn mình cũng ghét, người ta khá hơn cũng không ưa, nói xấu đều tổn hao năng lượng. Tại sao chúng ta không dùng thời gian đó chánh niệm tỉnh giác? Nếu mình sợ những ý nghĩ tào lao nó xen tạp vô thì mình nhớ niệm Phật. Hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, thậm thâm nhiệm màu vi diệu, mình không niệm. Mà mình nhớ toàn cái gì đâu không, mà nói toàn cái những chuyện tào lao, mất vô số năng lượng. Và do vậy nó cũng là cái con đường để cho vi trùng đến, vi khuẩn vô, bệnh tật đến. Mà bây giờ là bụi bặm khắp mọi nơi, bệnh tật mọi nẻo đường. Cho nên chúng ta tập cân bằng cái đời sống của mình, phải chưa nào? Trái tim thì khoáng đạt, bao dung, biết tha thứ cho người, không có tranh cãi, không hơn thua. Bình thường dùng cái miệng như dao sắc mà hơn thua, tranh luận với người, làm cho người tổn thương. Bây giờ
biết nói: nay tôi biết tu rồi, tôi xin giảm, tôi xin tu, tôi xin niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Năng lượng tốt lành sẽ đến với chúng ta. Nghiên cứu khoa học hiện đại cũng chứng minh rằng khi con người yên tĩnh, tức là các sư người ta hay tu tập thiền định, kinh kệ, niệm Phật, trì chú, thì tạo ra một cái năng lượng mà ta trẻ lâu, là vì cái tâm người ta có nghĩ cái gì ác đâu. Vì vậy, lúc nào cũng như lúc nào, tuổi già rồi cũng đến, nhưng mà tâm hồn lúc nào cũng như là một đứa trẻ thơ, không tham, không sân, không si. Vậy thì các vị có làm được điều này không? Được. Tâm hồn đừng toan tính quá nhiều, nhẹ nhàng, sống đúng với chánh pháp, tâm hồn của chúng ta cũng trong sáng, và chúng ta trở nên người dễ thương, được rất là nhiều người yêu mến. Cho nên một trong những nguyên nhân để phát sinh tài lộc, sự thành vượng đó, chính là từ sinh khí trong cuộc đất, trong từng ngôi nhà, trong từng con người. Sinh khí đó, năng lượng đó đến từ tình yêu thương, đến bằng sự thanh tịnh, có năng lượng hóa giải được tham sân si. Và đó chính là phúc, là tài, là lộc trong gia đình của chúng ta. Gọi là trong một cái gia đình có hưng vượng, có sinh khí là phải có nền tảng đạo đức, phải tin sâu nhân quả mà sống cho tốt, thì đời sống của chúng ta sẽ chuyển hóa từng ngày, chuyển hóa từng tháng và từng năm, để cho cái năm Mậu Tuất của chúng ta một cái năm mới hoàn toàn tốt đẹp. Thưa tất cả các vị, cho nên sư nhớ một cái năm mùa xuân nào đó mà cha và ma sơ ở trung tâm tổng giáo phận mục vụ ở 6 Bis Tôn Đức Thắng mời sư đến giảng một bài pháp, mà ma sơ Hồng Quế ra luôn đề tài cho sư giảng, là sư Hương Nhũ đến giảng đề tài an lạc 365 ngày nha sư. Hỏi tại sao sư Hồng Quế lại muốn mình giảng cái bài đó? Nói vì lúc nào gặp sư sao cũng thấy sư cười vui vẻ vậy, chắc sư phải an lạc lắm. Cho nên bây giờ làm sao sư truyền cái vấn đề an lạc đó cho tín hữu Kitô giáo của chúng em với giảng bài pháp 365 ngày an lạc. Mà muốn có 365 ngày an lạc phải có 365 ngày cát tường. Mà muốn có những ngày cát tường, chúng ta phải sống cát tường thôi, chứ không thể sống ác mà có an lạc, có cát tường được. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Cho nên đã tàn căn vắng nghìn năm trước mà vẫn chưa tan giấc mộng đầu. Đã tàn căn rồi, căn vắng là đêm đã đi qua rồi, mà sao mình vẫn chưa tan giấc mộng đầu, là vẫn còn mê ngủ, vẫn còn chập chờn trong giấc mộng đầu đêm. Mình vẫn còn, đêm còn dài lắm, còn phải ngủ, nhưng mà đã tàn căn vắng ngàn năm trước. Cái chân thật nó đã vốn hiển bày ở trong nội tâm, ở trong chân tâm Phật tánh của chúng ta vốn là như thế. Nhưng mà vì vô minh, vì phiền trược, vì tham đắm, vì si mê, cho nên chúng ta chấp cái mộng này là thật, cho nên cứ mãi sống trong cái giấc mộng. Có biết đâu chân tâm Phật tánh, đó là cái hiện hữu, cái thường còn, đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức của chính chúng ta. Bây giờ mình nghe pháp như mình giật mình ôi, chân tâm Phật tánh ở ngay chính nơi này. A Di Đà Phật là ở tự tâm ta. Tại sao ta vẫn chưa tan giấc mộng đầu? Bởi vì những cái gì chúng ta đang có hấp dẫn quá, phải không? Trời ơi, đến bây giờ mình chưa đã đời nữa, vợ chồng tới giờ chưa đã đời á, chưa biết cái bản chất cuộc sống là gì á, phải không chứ nào? Tiền thiếu, nợ nần, con bệnh, cái mang, chồng say, vợ mắng, đủ mọi chuyện trên trần gian này không thể tưởng tượng được. Những chuyện là đơn giản thôi, còn những chuyện ghê gớm hơn nhiều, lần lượt là sư được nghe, sư được biết, và cuối cùng sư chỉ biết trời ơi, đúng là cõi hồng trần, quá dễ sợ, quá đau thương. Có những con người mà người ta tiến tới đám cưới hôn nhân, hóa ra là một cuộc lừa đảo, bất kể luôn, mà nhân nghĩa không còn gì hết, chỉ cần chỉ được lợi thôi, người ta chấp nhận mất cha, mất mẹ, mất tất cả danh dự, uy tín,
không cần, chỉ biết tiền. Biến hôn nhân, biến danh dự trở thành một cuộc lừa đảo chóng vánh trong một đêm. Chuyện đó bây giờ nó diễn ra ở mọi nơi, mọi lúc, mọi chốn. Tuổi trẻ bây giờ sẵn sàng phủ nhận mọi thứ để có thể một tình yêu mới, một cuộc hôn nhân mới. Chứ không phải như ông bà, cha mẹ của chúng ta sống đến mấy mặt con vẫn vì tình, vì nghĩa mà gắn bó bên nhau. Bây giờ con người ta nó khủng hoảng, nó mất cân bằng. Nó cứ tưởng rằng như thế này là hạnh phúc. Theo người kia sẽ có tiền, sẽ có hạnh phúc. Đấy, người nọ có danh, có lợi sẽ được một đời sống vinh quang. Người ta đánh mất tất cả những chân giá trị của cuộc đời. Có biết đâu cuộc sống con người ta tất cả đều tạo ra nhân quả. Một cái lớp dối trá cũng tạo ra vận mệnh. Con người mà nói dối hoài nó cũng tạo thành vận mệnh của cuộc đời. Ngày xưa có câu chuyện một cái người ở Hà Giang rất là thông minh và viết văn hay. Anh ta lưu lạc ở kinh thành suốt 10 năm trường, thi hoài vẫn không đỗ đạt, trong khi anh ta xuất sắc nhất trong lớp, văn hay chữ tốt mà thi đâu cũng rớt. Thấy chưa nào? Một, có một cái cơ duyên, muốn đến một cái cơ duyên nào thì chỉ có hạnh phúc lúc đầu, sau lại tan vỡ. Cũng có những con người trong cuộc đời không có một cái niềm hạnh phúc trọn vẹn. Nó có lý do hết. Nó có đầy đủ hết. Tiền của có, người yêu có, gia đình, cha mẹ yêu thương, nhưng không có cái hạnh phúc nào trọn vẹn hết. Đổ thừa tại ai? Trách ai? Chính tại bản thân mình. Cho nên khi hỏi một cái vị sư, vị sư quán chiếu nhân duyên của anh ta và nói rằng trong những kiếp sống trước và cho đến bây giờ, khi anh ta nhờ người khác giúp, ngoài mặt họ bằng lòng nhưng thực tế họ chẳng quan tâm gì đến anh ta hết. Có người mới nói có một câu, họ súm vô, họ đem tới, họ giúp, họ lo, họ thương, họ mến. Có người nằm chết giữa chợ không ai nhìn. Tại đâu? Tại chính mình. Phải không nào? Cuộc sống khó khăn, thi đâu rớt đó, thất vọng và buồn bã. Một lần anh ta đến một vị sư, thì cái vị sư mới giải đáp cho anh ta tất cả những điều đó. Anh chớ oán giận đường đời gian khổ, sống đâu thất bại đó, làm ăn đâu thua lỗ đó. Thực ra vận mệnh của đời anh do chính anh tạo, chứ chẳng phải do ai. Oán hận có ích gì? Từ kiếp sống trước cho đến bây giờ, anh thích dùng lời dối trá để có được tiếng thơm. Nói ra mà được tiếng cho mình là nói thôi. Cái loại người đó bây giờ quá nhiều trong xã hội. Không sợ quả báo. Thấy chưa nào? Thấy người khác gặp việc khó khăn, anh biết không bao giờ thành công, nhưng lại tích cực xúc bẩy người ta làm. Khen người ta, xúi người ta, làm cho người ta mang ơn anh, và cuối cùng người ta chuốc lấy những thảm họa. Mình biết là chuyện đó sẽ đến kết quả xấu, nhưng mà tốt lắm, hay lắm, làm đi, làm đi. Và người ta cứ mang ơn mình cái đã nào, rồi quả báo bây giờ làm cái gì cũng thất bại hết. Cái miệng của mình nó nguy hiểm lắm. Cái ham, cái danh tiếng thơm nó nguy hiểm lắm. Thấy chưa nào? Rồi thấy kẻ ác phạm pháp, biết rõ hành vi tội lỗi của người đó là không tha thứ được, nhưng làm bộ biện bạch, làm bộ thương yêu, làm bộ che chở, yêu thương, làm như mình từ bi dữ vậy đó, biết không? Tỏ ra là mình từ bi, nhưng mình bao che những cái ác, cái xấu trong cuộc đời đó. Để rồi làm sao? Để người ta cảm ơn anh. Còn bao nhiêu oán thù phẫn hận người ta trút cho người khác. Cái loại người đó nhiều lắm. Chỉ là toàn ném đá dấu tay thôi. Và cái người này, cái hậu quả của cuộc sống người ta là rớ vô đâu, thất bại đến đó. Dù người ta có tiền bạc, có vốn liếng, có vợ đẹp, có con xinh, nhưng vẫn không bao giờ có hạnh phúc. Đó là vì người ta làm mà không bằng thật ở đáy tâm mình. Cho nên đối với một con người, nếu vô tình phạm lỗi lầm đó, thì hãy dùng việc thiện để mà sám hối và bồi thường lại. Còn rất tâm làm điều sai trái là vi phạm đạo đức thì không thể tha thứ. Chúng ta phải vạch rõ cái lỗi lầm ra. Không phải cuộc sống này lúc nào cũng che lấp. Dĩ hòa vi quý là có phước đâu nghe. Đó, tội ra là tội, phước thì ra là phước. Cho nên những ông thầy nói thẳng thì hay bị mất lòng.
Nhưng mà thật ra đó là chỉ con đường sáng cho chúng ta sống. Thì cái chàng trai này sau khi nghe vị sư phân tích mới về ăn năn sám hối. Thì cái cuộc sống trong cái tuổi già, tuổi về sau á, nó đỡ hơn, nó đỡ buồn tuổi hơn. Nhưng tuổi thọ anh ta không có dài lâu, anh mắc bệnh và chết. Cho nên bây giờ còn sức khỏe nè, sư đã các vị phải sám hối. Ngày 14 nè, ngày 30 nè, và nhiều hơn nè, sám hối càng nhiều càng tốt. Đó là cơ hội để hóa giải nghiệp chướng của mình. Ở nhà cũng phải có thời khóa, tu tập, tụng niệm. Đó, trong bài giảng này sư nói nè, sự thanh tịnh, cân bằng cảm xúc là làm tạo ra một cái loạt các tế bào có sức đề kháng rất là lớn. Chúng ta chống lại bệnh tật. Chứ đừng có sống trong gì? Phim ảnh, rồi sống trong bạn bè, rồi là giải trí, rồi là đám đông, rồi là ca nhạc, karaoke, rồi vân vân. Cái những cái ồn ào đó tưởng chừng là giải trí, nhưng nó làm mất đi những cái năng lượng tự bảo vệ, tự đề kháng, sức khỏe, thân tâm và sự thanh tịnh của chính mình. Pháp thoại đầu xuân của sư Hương Nhũ đến đây là kết thúc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi hàng Phật tử chúng con đã nghe âm thanh vi diệu của Ni Sư đã chia sẻ cho chúng con hiểu cái gì là còn lại để cho hàng Phật tử chúng con đó lấy đó làm tư lương để tu tập xây dựng bản thân tốt hơn, cũng như xây dựng gia đình được hạnh phúc hơn, cũng như an hòa bình, an lạc trong đời sống xã hội. Thay mặt toàn thể Phật tử, chúng con xin cảm niệm công đức của Ni Sư đã đến đây để có một bài pháp thoại ngày hôm nay. Thay mặt Hòa Thượng cũng như Chư Tôn Thiền Đức Tăng, toàn thể Phật tử kính chúc Sư một năm mới pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, và một năm tất cả các Phật sự trong năm nay được điều viên mãn. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử